4 con một chỗ luôn các bạn. Nãy giờ câu dính như đây nè các bạn. Liệu các bạn có dám đứng lên trước cái búa để quay hay không? Quá, wow, hào hán xé đệ. Thảm cỏ thứ hai lên. Đó, quá, wow, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Để thử coi. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ui, quá đã luôn các bạn ơi. Hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay các bạn ơi, mình cũng đã khỏe bệnh và mình đã quay trở lại với Tem. Và một điều rất là mừng luôn là hôm nay Tem mình cũng có thêm một người bạn đó. Đó là bạn Phong. Bạn Phong này là anh của Hảo nha các bạn. Và hôm nay thì chú cháu mình sẽ đi xuống cái khu vực này nè. Là chú cháu mình sẽ làm một cái nơi ẩn nấp của chú cháu mình, như là để chú cháu mình thực hiện một cái video 24 giờ đầu tiên cho mọi người và các bạn cùng xem. Trong khi đó là hôm đó nay mình hết bệnh đó các bạn. Sau bây giờ là chú cháu mình sẽ quyết định là làm một cái nơi ẩn nấp ở tại chỗ này. Và điều đặc biệt hơn nữa là hôm nay chú cháu mình sẽ tìm một cái gì đó để mà sinh tồn nha mấy đứa. Để tìm cá xung quanh đây này các bạn. Thì giờ nước rút hết rồi, khu vực này là bây giờ ruộng người ta đã xả lúa hết rồi. Đây này gồm những gì mình mang theo, kể cho bạn xem có hòa thượng. Đây. Mình đem theo một cái xẻng nha các bạn. Xẻng để làm gì không? Để đào đất chứ làm gì mày. Quên. Rồi đây. Đây là kẽm nha, mình để làm cái ngôi nhà nha. Đó. Đây là một cây cưa, búa, dao, cái chảo, chai dầu ăn. Bên đây là gì hả? Đây là cái tấm bạc chú ha. Tấm bạc. Rồi mình đem theo mồi câu luôn nha. Chứ vòng vòng đây mình đào mồi mình chỉ mồi không có chứ ha. Ok. Đây mồi câu, còn đây là nước mình đem theo uống nè. Còn cái này là cái tùng. Cái tùng đựng cá. Chưa biết con cá dính không đem tùng. Này gì Phong? Lưới câu hả Phong? Ok. Đầu tiên mình làm nhà trước nha mấy đứa. Dạ. Cháu mình sẽ đi tìm cái điểm là đây nè, điểm này đi Hòa Thượng ơi. Ok. Đây ok. Vô điểm đó và Hòa Thượng bắt đầu làm nhà sao chứ em? Làm cái ngôi nhà sao mà nửa trên trời nửa dưới đất đi. Ok, nửa trên trời dưới đất. Ừ. Đầu bắn xuống. Sao làm được chứ em? Mình nói đồ trời dưới đất sao làm được. Rồi nghiên cứu lại đi. Chứ không biết sao nữa. Phải lên đó mình thấy cất cái nhà tuốt trên đầu cây. Bây giờ chú cháu mình làm nhà dưới lòng đất đi. Nó giống như cái kiểu ngôi nhà dưới lòng đất á. Đó. Wow. Ở đây ok. Dưới không à, trên đây hỏi ở dưới đó đào nước không à? Dưới đó hồi chú cháu mình bị chết đuối luôn á. Rồi. Đẹp không? Ok. Dưới đây nè, đào hắn xuống đào cái học luôn á. Ok. Hồ qua đây, nghe đây nè. Đào héo. Rồi, cái hào hán nha. Từ thôi. Vẽ đường trước. Trong khi Hảo đào đất thì mình với Phong sẽ đi kiếm cây nha các bạn. Mình sẽ chặt ít cây về làm vách nha các bạn. Một cây. Ở đây mình đã chặt được 2 cây rồi nha các bạn. Về không ơi? Xong rồi không? Được, xong rồi. Mình đào cái chỗ này để làm cái lối đi ra đi vào nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu cưa cây để làm cột nha. Mình sẽ câu cá chuẩn bị cho bữa cơm chiều nha các bạn. Ui. Một em nha các bạn. Em có phi quá trời luôn. Ui. Dính được 4 con một chỗ luôn các bạn. Đây.
Nãy giờ câu dính như đây nè các bạn. Luôn. Ê, ê. Nãy giờ mình câu dính cá phi, cá chốt, cá rô nhóc luôn. Rồi, bạn Phong đừng con nữa các bạn. Rồi, chú cháu mình câu cá để chuẩn bị cho bữa ăn chiều nha. Rồi, giờ mấy anh em sẽ tập trung làm nhà nha. Ơi, cái này có đinh không? Có đinh chứ. Đóng lên đi rồi mình cắt sau. Cạnh đo cái góc á. Cái sẽ bệnh chứ. Bên nữa. Rồi. Ok. Giờ sẽ đóng đinh vô. Rồi đóng đi qua. Ok. Đứng vô. Rồi giờ sẽ cắt ra. Đây đó không? Đây đi đây, xong xong đi được rồi. Đó, ok vừa luôn. Đó. Đó vậy. Một cây nằm đây. Trong lúc mà mấy anh em mình đóng đóng gãy cái búa các bạn, liệu các bạn có dám đứng đằng trước cái búa để quay hay không? Ủa sao lắc như vậy? Đây nè. Đừng gãy đi. Rồi. Ngừng gãy rồi chú An ơi. Chưa. Nó dẹo dẹo rồi đó. Sao nó lắc rồi xong rồi đó. Rồi. Đi. Vô hảo. Thôi. Tao thấy là tao chạy cái búa rồi. Đây là số cá mà mình với bạn Phong câu được nha các bạn. Giờ đem lên nướng nha. Nhóc luôn. Làm món gì anh Hòa Tượng? Nướng đi chứ em ơi. Nhiều chứ hả? Nướng anh hết không? Hết chứ. Ồ quá nhiều luôn các bạn. Rồi ok. Cá to không ạ? À? Hảo. Trời ơi. Hòa Thượng với Phong câu nằm mở đó các Hòa Anh. Gì ghê vậy? Đâu đổ hết ra coi cho các bạn xem hả anh? Nãy giờ là Hòa Thượng vòng vòng này câu rồi các bạn coi kìa. Không thể tin được nha, quá trời nhiều cá luôn. Ôi ơi, quá trời cá luôn. Kinh khủng cá thật chứ. Thôi bây giờ thì chú cháu mình sẽ bắt đầu nướng anh các bạn ơi. Cá rô giờ anh chạy kìa. Thôi giờ mình sẽ nhúng lửa lên. Nhíu Hòa Thượng, tập thể dục bây giờ. Hả? Rồi, anh em đốt lửa rồi nướng cá anh Phong ơi. Dừng lại. Nhưng mà Hưởng câu ấy dính quá trời các bạn ơi. Chứ chịu may mắn phải không? Dạ. Bạn Phong các bạn mới vô thì bạn Phong nói chưa có lưu loát nha, cũng mong rằng mọi người và các bạn thông cảm. Rồi bây giờ thì mấy em sẽ đốt lửa lên và nướng cái số cá này nè các bạn. Quá nhiều nhiều cá luôn. Thôi cá chín rồi mình sẽ lấy cá ra. Chín giờ không? Nướng lùi than luôn chứ em. Ừ. Rồi con nào mà chưa chín thì mình bỏ lại nha mấy đứa. Rồi bỏ qua đây đi Hoài. Mấy anh em mình mời các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn nhờ mọi người cùng ăn. Lại là được một bữa vô mánh rồi các bạn. Toàn là cá phi luôn. Nay thì thực sự sao hôm nay là mình
dự định là cùng với mấy em 24 giờ các bạn, nhưng mà mình có công chuyện gia đình đột xuất á, thì cũng mong rằng mọi người và các bạn cũng thông cảm cho mình nha, để cho chú cháu mình coi như hôm nay cũng thực hiện video sinh tồn cho mọi người và các bạn cùng xem á. Thì mình thực hiện tới đây thôi, để cho mấy em ăn cá xong cùng với mình rồi về, rồi sẽ thực hiện cái video tiếp theo là hoàn thành cái ngôi nhà nha mấy đứa, cho mọi người và các bạn cùng xem. Cá ngon không Hòa Thượng? Ngon. Ồ, cá nướng này các bạn. Few inches later. Thì hôm nay là ngày thứ hai của cháu mình để hoàn thành cái ngôi nhà dưới lòng đất, cũng như là nửa dưới đất nửa trên cao này nè các bạn. Thì hôm nay chú cháu mình sẽ tiếp tục để hoàn tất cho mấy đứa. Dạ. Yeah. Làm cho một ngôi nhà cho mọi người và các bạn cùng thưởng thức, cũng như là để xem coi chú cháu mình sẽ làm ngôi nhà như thế nào. Đâu Hòa Thượng chỉ sẽ làm cửa ngay đâu cho các bạn xem Hòa Thượng. Đây là sẽ làm cửa ngay đây nè. Rồi một cái cánh cửa ngay đây. Chỗ này nữa là chú An. Đâu ngay chỗ nào Hòa Thượng chui cho các bạn xem luôn coi. Đâu? Đó, cái cửa sổ sẽ thiết kế ngay chỗ Hòa Thượng này nha các bạn. À dưới đó luôn ha. Đây là chú cháu mình sẽ thiết kế cái ngôi nhà này hơi bị độc lạ chút xíu nha các bạn. Tốn thời gian nhưng chú cháu mình quyết định sẽ làm ngôi nhà cho thật là đẹp nha mấy đứa. Dạ. Đó, chỗ Hòa Thượng chui lên đó các bạn. Đâu, phủ chú coi coi. Đây, mình sẽ phủ ở trên mái như thế này nha các bạn. Và sau đó thì chú cháu mình sẽ làm cái gì mấy đứa? Dạ, làm cửa với giường vách chú An. Đúng rồi, và sau đó là chú cháu mình sẽ dùng đó là lá cây đây đây. Phong hút cho chú mở lá cây Phong. Đây bạn Phong bỏ lên đây mở lá cây cho các bạn xem coi. Đó, mình sẽ phủ lên trên là một lớp lá cây thật là nhiều nha các bạn. Đó, nhưng bây giờ mình chưa phủ được là chú cháu mình sẽ bắt đầu là đóng cái miếng bạt này lên. Bây giờ thì Hảo Hán sẽ ở đây đóng với chú An nha. Đóng đây, đóng đây. Còn bạn Hòa Thượng với bạn Phong sẽ đi tìm cho chú một mớ cây nha mấy đứa. Dạ. Về chú cháu mình sẽ thiết kế đó là những cái cửa sổ các bạn cần phải có cây. Chú cháu mình sử dụng khá là nhiều đinh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cây này để mình đóng nẹp nha. Giờ mình sẽ đóng cái cửa nha các bạn. Việc đầu tiên là mình sẽ soạn cây ra. Đó, giờ chú cháu mình sẽ dùng cái lá cây này để phủ lên cái nóc nhà nha các bạn. Ok, đây Hòa Thượng chuẩn bị cái cây để làm cửa nè các bạn. Thấy có lý nha Hảo. Phủ lá cây nó mát rồi ơi. Mày đo coi thử vừa chưa Hòa. Mày nghĩ sao không vừa? Có vừa luôn, thấy chưa? Này vô mát đóng rồi ơi. Giờ ở nhà mát rồi ngồi ngoài nắng làm chi. Đây. Vậy mày cưa đi đây tao đóng nha Hảo ơi. Mày canh đóng đi. Mình đóng mấy cái cây cuối cùng để mình hoàn thiện cái cánh cửa. Mình với Phong sẽ làm cái cánh cửa cho nóc nhà nha các bạn. Còn Hảo thì sẽ gắn cái cánh cửa đó vô.
Đây cánh cửa sẽ mở ra như vậy. À, khá là êm nha các bạn. Đây à, nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Đây mình sẽ đóng cái khung cửa cho nóc nhà nha các bạn. Cái đầu tao vừa tao hào hán đứng lên kìa hào hán. Đây mình chưa ăn đó. Đó cái cửa trong nhà của chú cháu mình đó các bạn. Cửa này cái cửa nóc. Mình sẽ đóng cái gậy để phủ đất lên để trồng cây ở phía trước này. Này từ mấy xéo này xuống này các bạn. Ok mà hào hán đóng luôn. Ok luôn. Đây mình đã làm xong cái cánh cửa nha các bạn. Giờ đất lên. Tao thử mở cái. Quay thì được mà mở được là được. Đó. Tao mở ra coi thử đẹp không. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi xong, để thử cái. Ui quá đã luôn các bạn ơi. Như là mình sẽ đóng đây để trồng hoa và cỏ các bạn. Đó, bên đây nha. Và đây là cửa chính ra đi vào. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng phía bên đây nữa nha. Mình với Hào Hán sẽ làm phía bên đây nữa là mình đã xong được cái không viên trước của cái ngôi nhà. Mặc dù khá là trễ đây các bạn. Chú cháu mình sẽ quyết định để làm cho hoàn tất cái ngôi nhà này luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đóng bên đây nữa nha Hào Hán. Yeah. Ok. Rồi mình sẽ đi vô coi hai thanh niên này làm tới đâu nha các bạn. Hai thanh niên này đang làm cái bức vách ở phía đằng sau này. Nhìn khá là khang trang nha. Và đây là hướng nhìn ra cái ngôi nhà chú cháu mình. Đó. Và mình sẽ sập lại khi tối mình đi ngủ hay gì đó các bạn. Khi nào mình không cần thiết thì mình sẽ sập lại này nha. Đó, nhìn khá là đẹp luôn. Chút đỏ rải nữa nè. Đúng rồi. Mình sẽ rải rải, mình sẽ rải liên tục. Rồi các bạn ơi, sau hồi nãy giờ thì chú cháu mình cũng đã làm hoàn thành được cái những cái bước quan trọng. Từ hồi sáng đến giờ thì đầu tiên thì chú cháu mình đã lợp được và đã trang trí lên cái nóc gồm có cho cái lá cây này nè, nó mát các bạn. Đó. Và thứ hai là làm được những bồn hoa. Đó, bồn hoa đằng trước gồm có hai bồn hoa hai bên. Và khu vực này mình làm hình cánh quạt nè. Thứ nhất là mình bảo vệ chú cháu mình, thứ hai là mình làm vậy cho nó đẹp nữa nè. Rồi đây là cánh cửa nè các bạn. Nhìn cũng khá là bắt mắt nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào ngôi nhà. Mặc dù là chú cháu mình làm chưa có xong hết hoàn tất được á. Tại vì nó nhiều công đoạn quá các bạn ơi. Đó, đây là ngôi nhà chú cháu mình đó, tới đây rất là đẹp nha. Và đây là cái cửa này các bạn, cửa là ra vào. Đây mình sẽ đi ra ngoài nha, đi ra ngoài. Và còn mấy em thì đang ở phía xa xa kia là chuẩn bị đào một ít cỏ mang về để trồng đó các bạn. Đây hình như đào được 2-3 tảng để đây nè. Đây một tảng và đây một tảng đây các bạn. Rồi và bây giờ thì Hào Hán cũng đã mang cái cỏ về rồi nè các bạn. Rồi bỏ lên Hào Hán. Đẹp không? Đẹp quá. Nhìn khá là đẹp luôn. Bỏ một bên đi. Rồi thêm một cái nữa Hảo. Đó, bước đầu tiên thì chú cháu mình đã trang trí được rồi nha. Thì hôm nay thì chú cháu mình không thể nào làm hoàn tất được hết cái ngôi nhà này nữa. Thực sự nó qua khá là lâu các bạn ơi, mất thật nhiều thời gian. Nhưng mà đây,
Quá hào hán xé đệ. Thảm cỏ thứ hai lên. Vừa quá hào hán. Dạ. Quá đẹp các bạn ơi. Còn mới cắt chưa nè. Quá tuyệt vời, hào hán là vô cùng tuyệt vời luôn. Bên phía bên đây hào hán ơi. Đây. Và tiếp theo là cái tạng cỏ phía bên đây nha. Rồi. Nhìn khá là đẹp luôn hào hán ơi. Rồi, hòa thượng đó nào. Ờ, bỏ cho nó phủ dưới đây luôn đi hòa thượng ơi. Rồi. Nhìn khá là kín đáo nha và cực kỳ đẹp. Rồi, sao? Đi. Rồi, bên miếng này về được hào hán, chặt đi. Ấm như ấm con rồi mang về hào hán ơi. Hào hán đã mang cỏ đi tới đây các bạn, để cái thảm này nữa nha. Đó rồi, cái cháu mình từ từ hoàn thiện cái ngôi nhà nha. Mặc dù là hết 2 ngày trời các bạn, nhưng mà cái ngôi nhà chú cháu mình cũng khá là ưng ý. Không cháu rồi chắc đủ rồi đó. Không, cái này đó. Kiếm thêm ít nữa hả ơi. Xét đây luôn. Không chắc được rồi. Mình này cùng lắm thì tại bữa mình dặm thêm đó. Các bạn nhìn thấy khá là đẹp nha. Cái này để anh chồng lên về mới đúng hảo. Nó chồng lên trên đúng. Đó các bạn, thì coi như chú cháu mình cuối cùng cũng đã làm được cái thảm cỏ. Và còn bên hông vách này nữa là chú cháu mình đã hoàn thiện, nhưng mà hôm nay cũng chưa gọi là hoàn thiện các bạn, nhưng mà rất là cố gắng rồi. Nhưng mà tới giờ thì chiều tối rồi. 5 giờ mấy xin 6 giờ chiều rồi, nhưng mà chú cháu mình cũng đã làm được tới đây, cũng coi như là hoàn thiện được 2 phần của ngôi nhà. Còn ngày mai thì chú cháu mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn cái ngôi nhà nha các bạn, để hoàn chỉnh được nó đầy đủ nhất nha. Đó, nếu các bạn thấy ngôi nhà chú cháu mình đẹp cho chú mình xin một like nha. Để ủng hộ tinh thần cho chú cháu mình. Và một lượt đăng ký kênh, nhớ vào shop game anh hai vlog quay chim cưa ủng hộ mấy chú cháu mình nha các bạn. Ồ, thảm cỏ vô cùng nhiều luôn, ok luôn. Chú cháu mình sẽ hoàn tất cái ngôi nhà bằng thảm cỏ này nha. Bỏ đây. Rồi, để sắp xếp lại nè. Bạn Hảo ơi, bây giờ mình dỡ này có xích qua kia chút hay sao, hay là trong đấy luôn. Nó đẹp nè. Dạ. Đâu, kéo lên cái phòng. Wow, cái thảm cỏ này cực kỳ đẹp nha các bạn. Rồi sắp vô hỏi. Đó, sắp vô mí hết luôn, ba anh em tập trung vô nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Đó, quá cực kỳ đẹp luôn các bạn. Trời ơi, bự. Quá đẹp Bảo ơi. Dạ. Rồi mình sẽ sắp xếp lại nha. Cho cỏ nó gọn gàng lại các bạn. Đó, ok đó chứ em. Quá đẹp luôn. Thì thôi các bạn ơi, sáng giờ chú cháu mình làm cái nhà này cũng tạm 70% rồi. Mà nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại chú cháu mình xin một like, một share, đăng ký kênh của chú cháu nha các bạn. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn lại các bạn. Bye bye, bye. Sợ rớt cái nắp vô đầu rồi các bạn ơi. Thục xuống đây. Thôi đóng cửa lại nha. Ê bậy bậy bậy. Mở cửa tôi đi ra. Không. Mở cửa đi ra. Đó. Rồi thôi. Vậy thì chú cháu mình sẽ làm thử thách sau khi mà chú cháu mình hoàn tất được cái ngôi nhà này nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye. Bye.